Cái hả? Mua cái mua được. Cái thì nó mắc tiền hơn xíu, nhưng mà được cái là sinh sản, sau này có kinh tế. Cái tiêm vaccine phòng 7 bệnh ha. Cái này được 1 mũi rồi. Cái kiến thôi. Mà nóng kiến. Bên đây đủ loại chó hết rồi. Bên này mình chuyên 3 loại: lập xưởng, bu đồ, búp. Còn 2 con đây rồi hết. Đúng rồi. Đúng ra là mấy cái bầy này, do là bầy này nó ít quá, thường là bên shop họ lấy là họ lấy một lần 5-10 con một bầy gì á. Dạ. Bầy này nó chỉ có 3 bé thôi, nó ít quá nên bữa giờ vẫn còn thôi chứ. Dạ. Đúng. Thì thường thì bầy ít quá thì bên mình sẽ bán lẻ. Dạ. Còn bầy nhiều thì thường thì sẽ shop họ lấy lại họ bán. Mấy bé này là đều là đạt tiêu chuẩn đẹp hết, đang sợ nha. Đuôi nó quật lại là sinh sợ. Lần lần nó sẽ quen. Là ít ẩm bế lắm. Đây là đều là đạt tiêu chuẩn đẹp. Còn những cái màu xấu hơn nữa, nhưng mà hiếm có hàng lắm. Với lại màu xấu ít ít bán được. Tại vì người ta đã mua, chấp nhận mua cảnh thì người ta chỉ mua hàng đẹp thôi. Quậy lắm, ăn cực khỏe. Cái bé này là ăn từ hồi sáng rồi mà bụng vẫn còn nè. Ăn rất là nhiều luôn. Thì một ngày mấy bé này thì cho ngày ăn 2 bữa thôi, có thể chăm thêm là sữa dặm thêm nữa, thì thành ra là 3 bữa. Còn không thì mình có thể cho ăn 2 bữa cơm chín thôi. Lớn rồi cho ăn 1 bữa thôi. Nhưng mấy bé này ăn ngày bữa chứ mấy. Ngày mà ngày bữa. Nó 5 bữa nó ăn cũng hết luôn. Cái này là do chế độ của mình tự mình tạo cho nó. Chứ tất cả các chó lớn là đều 1 ngày 1 bữa hết. Cho con thì ngày 2 bữa và 1 bữa dặm. Bà này chắc là ăn thịt không chứ gì? Hả? Kén ăn kinh khủng. Anh, ví dụ như hai đứa này nó đẻ cùng một mẹ hả? Nó cùng một bầy. Cùng một bầy, ví dụ như hai đứa nó đẻ cùng một mẹ, sau này ví dụ như mua về hai đứa nó tự sinh sản được không ta? Bị đồng huyết. Có nghĩa là anh em phối với nhau thì nó đồng huyết như con người mình thôi. Là không sinh là được. Được, vẫn được, nhưng mà là sau này nó sẽ có những cái bệnh tiềm ẩn bên trong cơ thể nó, là nó sẽ bị dị tật hoặc là một phần khác nữa. Thì đa phần chó đực á thì chị mua chó cái đúng không? Thích thì chị có thể mua con đực nữa, nhưng mà bày khác. Còn sau này họ chị thích thì chị có thể quay bên em nhân giống. Vì tùy. Thì nuôi nhân giống thì cũng không nhiêu tiền đâu. Không thì thích thì chơi cặp luôn. Nhưng mà nếu mà sau này mà một cặp mà anh chị mà không có thể tự phối được thì phải cần hỗ trợ bên em là đỡ phối. Là mấy dòng chất cảnh này là phải đỡ phối hết. Thường thì nó sẽ đẻ ra một lứa, hai lứa thì bắt đầu thì nó sẽ phối bình thường được. Còn không là cái lứa đầu tiên là đa phần là đỡ phối vì nó không thể dính được. Nhưng mấy bà phốc này mà đi phối phốc lai này nè. Cái này là phốc lai hả? Phối rất là khó. Cho dù nó lai nhưng mà đặc tính của nó vẫn còn cái nguyên bản của nó. Anh ví dụ như con này hình như là chihuahua lai. Lai đúng rồi. Gốc của con này là chihuahua. Có gen chihuahua chứ không phải là phốc. Bên mình có phốc bên kia kìa. Mà phốc nó to lắm. Đúng đạt phốc thu là nó là size to chứ nó không có nhỏ. Căn bản mà người ta muốn thành mini là từ chihuahua với phốc phối hợp nó mới thành ra được mini, chứ không phải là phốc bản năng của nó là size nhỏ đâu, không có. Hầu như ở Nha Trang, đất Nha Trang này hiếm có người nuôi phốc được thuần chủng. Tại thường phốc thuần chủng chị nhìn thấy là cái tai của nó thẳng đứng và mũi nó không bao giờ gãy, mũi nó thẳng luôn và ngực nở óp bụng chứ không có đều người. Như body mà tròn nhau là chị thấy những phốc ở đây hiện tại bán nuôi rất là nhiều, toàn là body tròn không à. Body đó là body của chihuahua. Và sau đó là tụi nó là lai với mấy loại lại thành với nhau thì nó mới có được mini thôi. Vì tùy người thích thôi à, chứ cũng không sao. À, quậy lắm, quậy banh nhà. Bà kia cũng quậy lắm nhưng mà ở trong thì thôi. Sao chị thích con được hơn gì không?
Con đó được ăn cá. Cá. Từ ở Quảng Ngãi vô anh mua đó, nhắn tin anh hoài luôn á. Ờ, khách mình rất là nhiều, khách xe lắm, Đà Lạt, Đắk Lắk nhiều. Cam Ranh lúc mà hai chị gái là Cam Ranh mà 10 giờ đêm mà qua chạy mình mua xong phải đi về lại Cam Ranh nữa. Tại người ta thích á, lại không có đủ thời gian. Đó, đi ra rất là ao đó. Cái này là body nó tròn đều luôn, nó không ốm rọt người, tròn đều hết rồi cái body. Nói chung là người người ta tìm hiểu rất là nhiều thì người ta mới biết là con đẹp con xấu thôi. Anh cho em hỏi với, em có sẵn một con búp màu đen, nhưng mà một lần đi phối nó không dính vô rồi. Bây giờ em qua bên... Để phối một lần rồi nhưng mà bị xịt, có nghĩa là không đậu. Thì mình có thể phối lần sau này, mình có thể nếu mà sơ lơ thì mình phối tiếp, có sao đâu, không vấn đề gì. Cho dù phối mà có đậu thai, để non nó đẩy thai ra vẫn phối bình thường, tại thai nó không có thai lưu. Ngoại trừ thai lưu là ví dụ như nó bị tai nạn, nó bầu ấy mà người ta lỡ chân đá vào bụng nó thì thai lưu có nghĩa là chết trong bụng thì phải mổ. Còn không không thường thì nó sẽ tự tử cung, nó tự đẩy ra hết. Đó, bữa mình mới vừa lập xưởng mới vừa rồi đây, mới bị để non. Để non có thể cũng gọi là sảy thai đó. Rớt bốn bọc, là bốn bọc con của nó. Đó là hơi bị hiếm, tại vì cái mùa này nó hơi nóng. Không, cái dòng búp mạch sệ nó ít hoạt động nhiều. Nguyên nhân là do nó hoạt động nhiều quá là cái tuyến mũi của nó thở khó. Vì nó là mũi ngắn, nó được cấu tạo mũi ngắn là rất là cái phục hệ hô hấp nó rất kém. Nên nó khi mà nó giỡn một thời gian là nó mệt á, nó thở gấp, le lưỡi và có dịch mũi, hay chảy mũi. Nguyên nhân là vậy, nhưng mà cái đây là do là đặc tính của nó rồi. Và lớn lên nó sẽ từ lần hết. Nó khác những cái dòng chó khác. Anh cái này chưa được đâu, chưa được 2 tháng đâu đúng không? Gần 2 tháng, thường thì sẽ 40 ngày bên em xuất bày rồi. Cái này nó lưu lại lâu rồi. Thì đặt bây giờ nha, đừng có hung nha. Bữa nay ngày mấy ta? Ngày 30 rồi. 30. Đi. Thôi, thì đánh miết thôi chứ. Bé này cũng gần 2 tháng rồi, tầm 55 ngày. Đây, tiêm vào ngày 16 tháng 4, ê lộn tháng 5. 16 tháng 5 thì nó là thường là 40 ngày tuổi là sẽ tiêm vaccine. Anh như từ hồi em nó chưa nuôi dòng búp á nên là nó chưa có rành á. Bây giờ làm sao, khi nào tiêm lại anh hay là như nào? Nè, trong sổ mình có ghi nè. Có hết hả? Ừ. Nó được tiêm là ngày 16 tháng 5. Dạ. Đúng không? Tái mũi 2 là ngày 16 tháng 6, cách 1 tháng. Là tiêm ở đâu anh? Lên thú y tiêm thôi. Cứ tiêm là kêu là 1 trên 7, nghĩa là vaccine phòng 7 bệnh. Trong đây chị nhìn thử nè, ở bên đây nó có 8 mục. Trừ cái bệnh dạy đó ha, mục thứ 8 là nó sẽ không tiêm. Là cái bệnh dạy này là bệnh riêng biệt, là từ 6 tháng tuổi nó mới được tiêm. Còn các nguồn bệnh này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7 là nó là được tiêm hết rồi. Tại vì vaccine này là vaccine tốt, phòng được 7 bệnh. Có những người người ta chỉ tiêm được cái 5 bệnh cho chị thôi. Nhưng mà cái đó rủi ro nó cũng khá cao, tại vì nó còn 2 bệnh khác nữa. Ví dụ như nó đem về quê đây. Đó anh, nó đi tiêm á, là mỗi lần tiêm là bao nhiêu tiền ta? Nó cũng rẻ mà, nó chỉ tầm vaccine tốt này chỉ tầm 200 thôi. Còn loại mà 5 bệnh, 6 bệnh nó rẻ hơn. Còn không tiêm thì cũng không sao cả, nhưng mà phải tiêm. Tại vì đã chấp nhận nuôi chó thì với lại nó là thuộc dạng chó giá trị thì nên phải tiêm. Một lần nó bệnh là rất là khổ, chứ không phải là ấy. Cái dòng búp nó dễ bệnh không ta? Búp thì ừ. Nó ăn, nó thuộc dạng là ăn gọi là, người ta gọi là ăn tạp á. Nó dễ ăn hơn con phóc của chị đang nuôi, cũng dễ ăn hơn bu đồ. Đi về này. Đây. Nó hầu như là cái gì cũng ăn được, cơm chen nước mắm nó vẫn ăn được. Dạ. Quan trọng là sau này chị nuôi á, là do là tập ăn á. Như có những khách bên mình á, nhà họ có điều kiện mà cứ ngày cho ăn thịt hoài nó quen. Rồi từ đó bỏ ăn cơm luôn. Ở bên trại đang ăn cơm rất là ngon lành nha, ăn cơm rất là dễ. Khi về nuôi thời gian là bắt đầu lười kén, là do người nuôi chứ không phải là do nó bản năng của nó. Nhưng mấy con phóc này là nó hầu như nó thích ăn thịt, ăn xương rồi nhiều, chứ còn cơm nó cũng ăn ít lắm. Dòng này là dòng ăn cơm. Dòng dễ nuôi nhất trong cái dòng chó cảnh. Nó là búp về lạp xưởng là dễ nuôi nhất.
rồi mới tới bu đồ rất là kén ăn luôn. Anh mỗi lần đi phối là giá bao nhiêu vậy anh? Chiều rưỡi là phối một lần đó hả? Đúng rồi, nhân giống một lần phối cho một lần xa lơ. Thường thì sẽ phối một lần, nhưng mà nếu mà có rảnh thời gian thì sẽ cách một cái ngày đó ra là phối lần hai, nghĩa là sẽ được nhận hai lần tinh, ý là vậy. Nhưng mà cái lần thứ hai đó là cái lần đó là không có quan trọng lắm, nhưng mà nếu mà muốn chắc chắn để nó không bị đậu thai á thì phải tiếp tục. Đó là trường hợp người ta rảnh hay không rảnh, hoặc là người ta muốn có chắc chắn hay không thôi. Tại vì một lần tụi nó xe lơ là phải mất từ 4 tới 6 tháng mới bắt đầu xe lơ lại lần. Như con người mình cứ tháng lần đúng không? Nó thì cứ 4 6 tháng. Cái mùa này là mùa chuẩn bị nó xe lơ này, xe lơ rất là nhiều luôn á. Mùa này nhân giống rất là nhiều. Thánh Toàn Pet Dog là kênh mua bán chó và chăm sóc thú cưng. Bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để không phải bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Thánh Toàn Pet Dog nhiều ạ. Và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.